Một nhân chứng cho biết Tổng thống Joe Biden an toàn sau khi một chiếc ô tô va chạm với một chiếc xe trong đoàn hộ tống Tổng thống hôm 17 tháng 12. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden vừa rời khỏi trụ sở chiến dịch tranh cử thì vụ va chạm xảy ra. Nhân chứng cho biết bà Jill Biden cũng an toàn sau vụ việc. Vợ chồng ông Biden rời khỏi trụ sở tranh cử ở trung tâm thành phố Wilmington, bang Bắc Carolina trong mưa lúc 20 giờ 7 phút theo giờ địa phương sau khi dùng bữa với các thành viên trong nhóm tái tranh cử. Một chiếc ô tô màu bạc mang biển số bang Delaware đã lao vào một chiếc xe trong đoàn hộ tống ông Biden ở lối vào trụ sở ngay sau khi Tổng thống Mỹ trả lời câu hỏi của phóng viên. Đoạn video cho thấy các nhân viên mật vụ hộ tống ông Biden ra xe sau vụ va chạm. Chiếc ô tô va chạm bị hư hỏng và nhanh chóng bị nhân viên an ninh bao vây sau khi dừng lại. Chủ xe cũng nhanh chóng bị khống chế. Nhân chứng cho biết vợ chồng ông Biden trở về nhà an toàn ở Wilmington sau vụ việc.